Khi thi công sàn nhựa hèm khóa, tại các vị trí tiếp giáp giữa nền nhà và chân tường, thường phải để ra một khoảng trống nhỏ để tạo khe giãn nở cho sàn. Vì thế sẽ gây mất thẩm mỹ của công trình. Và để giải quyết vấn đề đó thì sử dụng phào chân tường là lựa chọn tuyệt vời. Vừa che đi khuyết điểm lại tăng thêm tính thẩm mỹ cho sàn nhà. Và dưới đây là một trong những phương pháp thi công phào chân tường các anh chị có thể tham khảo. Những anh chị nào có cách làm tốt hơn thì hãy để lại ở phần bình luận để cộng đồng thi công vật liệu nội thất có thêm những cách làm hay hơn nhé. Bước 1, ta đo kích thước phào phù hợp với khu vực cần ốp và đánh dấu vị trí cắt, sau đó cắt thanh phào đảm bảo khi cắt đúng vị trí đánh dấu. Khi cắt các thanh phào để ghép tại khu vực góc cạnh ta chỉnh máy cắt về chế độ cắt vát. Để khi ghép hai đầu thanh phào sẽ khớp với nhau tạo thành một góc 90 độ. Bước 2, bôi keo chuyên dụng vào mặt sau của thanh phào hoặc bôi lên bề mặt tường, sau đó ghép các thanh phào đã cắt trước đó lại với nhau. Đảm bảo hai thanh được kết dính với nhau chặt chẽ và đúng vị trí. Để tăng thêm khả năng chắc chắn ta có thể dùng thêm keo 502 để nhỏ vào vị trí tiếp giáp giữa hai thanh phảo và tường. Ở các vị trí tiếp theo ta cũng vẫn tiếp tục thi công tương tự như vậy cho đến khi hoàn thiện toàn bộ công trình. Qua các bước thi công ta cũng có thể nhận thấy rằng phào chân tường bằng nhựa rất nhẹ nhàng, giúp dễ dàng lắp đặt mà không cần nhiều công cụ và kỹ thuật chuyên nghiệp hơn hết. ưu điểm nổi bật là phào chân tường bằng nhựa không bị ảnh hưởng bởi môi trường như mối mọt, công vênh, ẩm mốc và độ bình cũng rất là cao. Và chúng ta cùng quan sát công trình hoàn thiện sau khi thi công phào chân tường nhé. Các bạn hãy ấn vào nút đăng ký kênh, ấn vào nút hình quả chuông để có thể theo dõi những video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.